siết điều kiện mở trung tâm đào tạo lái xe. Từ năm 2012, nhà nước cho phép mở rộng xã hội hóa đào tạo, sát hạch lái xe và bỏ quy hoạch ngành. Số lượng các trung tâm đào tạo được cấp phép đang tăng lên nhanh chóng, từ 291 cơ sở đào tạo lái xe ô tô lên 381 cơ sở. Nhìn nhận về vấn đề này, ông Khương Kim Tạo, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tại nhiều tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu. Để thu hút học viên, nhiều trung tâm dễ dãi trong đào tạo, nhiều học viên non kém, hiểu biết luật, kỹ năng điều khiển phương tiện. Quá trình đào tạo ở các cơ sở đang có hiện tượng cạnh tranh gay gắt, đua nhau giảm giá, gây loạn về phí đào tạo, cắt xén chương trình trong khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Gia Lâm, Hà Nội, một người có bằng lái cách đây 5 năm kể, tôi chỉ phải học lý thuyết 2 buổi, học thực hành vài buổi, còn thời gian thì đi dã ngoại và đi ăn uống với thầy. Để chấn chỉnh tình trạng trên, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 65, một biện pháp được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất là việc thành lập các cơ sở đào tạo lái ô tô và trung tâm sát hạch lái xe phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và phù hợp với mật độ dân cư trên địa bàn. Ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trong lĩnh vực đăng kiểm, Chính phủ đã yêu cầu quản lý chặt chẽ, không mở tràn lan các trung tâm đăng kiểm và đã được quy định tại Nghị định 139 sửa đổi vừa được ban hành. Theo quy định hiện nay, nhà đầu tư muốn mở mới trung tâm đào tạo phải có chấp thuận về chủ trương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, căn cứ vào định hướng phát triển của tỉnh, thành phố trên cơ sở số giấy phép lái xe cấp hàng năm và nhu cầu học lái xe trên địa bàn, từ đó có chấp thuận chủ trương cho mở mới hay không.